Của Moon và nhân hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Như Moon có chia sẻ, đó chính là một ngày mà Moon vừa tròn 29 tuổi và sẽ bước sang những ngày đầu tiên của tuổi 30. Thì Moon sẽ có một chút chia sẻ về cái nghề nghiệp mà mình đang làm. Thì như mọi người cũng như là bạn bè cũng đã biết thì hiện tại là Moon vẫn còn đang làm trong lĩnh vực về marketing. Đặc biệt là cái phần lớn công việc của Moon thì nó sẽ thiên về làm digital marketing nhiều hơn. Có nghĩa là làm với những cái tool và những công cụ nó thiên về online nhiều hơn và những cái hoạt động mà về offline. Thì Moon muốn chia sẻ với mọi người một cái góc nhìn về digital marketing mà Moon đã có dịp trải nghiệm suốt khoảng 6-7 năm vừa qua. Thì nó đã mang lại cho Moon được những cái lợi ích gì. Ok, nếu mọi người cảm thấy muốn lắng nghe thì hãy theo dõi tiếp cái video này nhé. Let's go! Điều đầu tiên Moon nhận ra đó chính là đối với một cái business thì cái việc yếu tố là marketing hoặc đặc biệt hơn là yếu tố digital marketing nó không phải là tất cả mọi người. Nó không phải là một cái yếu tố gọi là sống còn để quyết định cái business đó có sống hay là không. Thì cho nên là mình muốn chia sẻ cái quan điểm này tại vì mình thấy là có nhiều người khi mà mọi người muốn kinh doanh, mọi người suy nghĩ tới là làm sao để làm marketing khi trong khi đó là dốt công nghệ, không biết gì về digital, không biết gì về online đó, thì mọi người rất là hoang mang, mọi người lo lắng, mọi người đi tìm cách mình học làm website, mình học chạy quảng cáo Facebook, mình học chạy quảng cáo Google. Nhưng mà thật sự là khi mà làm marketing đúng với chỉ là marketing, muốn thấy là để bắt đầu có business thì cái marketing nó không phải là tất cả, mà cái quan trọng đó chính là gọi là cái khâu ở trên nữa, đó chính là về cái business model của bạn, về cái cách, cái sản phẩm của bạn nó so với cái thị trường, cái nhóm khách hàng mà bạn đánh đó, nó có mát hay không, nó có đáp ứng cái nhu cầu hay không đó, và cái sản phẩm của bạn nó có tốt hay không đó. Còn cái việc mà làm marketing đó, thì nếu như bạn không biết về digital marketing, bạn cũng có thể có nhiều cái cách bán hàng khác. Ví dụ bạn bán hàng qua mối quan hệ, bạn bán hàng qua những cái người thân, hoặc là bạn ký gửi bán hàng. Nó có rất là nhiều cái cách mà bạn bán hàng và làm marketing, chứ không hẳn là bạn phải chăm chăm vào digital marketing. Nhưng cũng không thể phủ nhận một cái điều là khi bạn muốn scale cái business của bạn lên, hoặc bạn muốn cái business của bạn nó mới nhưng mà nó tiếp cận được nhiều người, thì chắc chắn là bạn phải tận dụng những cái kênh online rồi. Thì khi mà bạn hiểu được cái vấn đề đó thì bạn có thể là không nhất thiết bạn phải làm một mình bạn làm hết tất cả mọi thứ. Bạn có thể là khi bạn hiểu được là cái business bạn phải làm cái gốc trước, và những cái kia nếu bạn không biết thì bạn có thể tìm những cái người nào giỏi về cái đó, bạn hợp tác hoặc là bạn làm việc với họ để cộng hưởng vào cái business của mình. Và cái điều thứ hai Moon muốn chia sẻ nữa là có nhiều bạn khi mà nói là em muốn tìm hiểu về digital marketing là như thế nào, em muốn làm cái đó, dưới góc nhìn của mình thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số điều như sau. Khi mà bạn muốn dấn thân vào con đường mà làm digital marketing, mà đặc biệt là bạn muốn làm được luôn á, thì nó không thể nào một sớm một chiều được mọi người ơi. Ví dụ mọi người muốn chạy quảng cáo Facebook mà hiệu quả đúng không? Không thể nào một tháng, hai tháng mà mọi người làm được cái điều đó hết. Và không thể nào mọi người chạy cho một cái business mà mọi người có thể chạy hiệu quả được cho các business khác, và thậm chí là không thể nào chạy một business mà hiệu quả được cho business của mình trong 1 đến 2 tháng. Khi mà các bạn muốn làm trong cái lĩnh vực digital mà muốn tìm hiểu sâu, muốn chạy được, muốn tận tay mình chạy setup quảng cáo này nọ, thì ít nhất là các bạn phải dành cái thời gian cho nó. Mình nghĩ đó nha, nếu như mà một bạn may mắn, bạn có thể chạy được nhiều cái loại dự án trong cùng một thời điểm thì ít nhất phải 6 tháng. Các bạn sẽ hiểu được cách vận hành nguyên lý, cái sản phẩm, cái ngành, cái thị trường đó như thế nào. Còn nếu như bạn học lẻ lẻ từng kênh đó, thì nghĩ là một kênh bạn học chắc khoảng 1 năm, và đặc biệt SEO chắc bạn phải học khoảng 2 năm. Ít nhất là 2 năm thì bạn mới có thể hiểu được. Đó là cái góc nhìn của mình thôi.
Thì nếu như mà bạn có khả năng, bạn học giỏi, bạn 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 đọc tài liệu tiếng Anh nhiều, bạn thực hành nhiều, thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại của bạn, nhưng chắc chắn là nó không thể nào 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng được nha mọi người. Nên cái tâm lý của mấy bạn mà đi học marketing hoặc là đi thực tập thì các bạn hãy gói gọn lại cái mục đích của mình. Ví dụ các bạn muốn là các bạn có một góc nhìn overview về cái kênh đó, thì có thể nó sẽ cho các bạn biết là trong cái kênh đó các bạn sẽ làm cái việc này, việc này, việc này này. Nhưng để sâu và để hiểu những kênh đó thì thực sự các bạn phải dành nhiều thời gian và các bạn phải có nhiều cái dự án để các bạn luyện tập, thì các bạn mới hiểu được cái kênh đó nó như thế nào. Và cái kỹ năng cao hơn nữa khi mà bạn học cái digital này, đặc biệt là bạn phải xử lý được khủng hoảng, xử lý được những cái gọi là những cái khó khăn khi mà bạn chạy gặp phải. Ví dụ như bạn làm SEO đúng không, thì khó khăn của bạn, ví dụ bạn làm tốt quá, dự án bạn đang lên đột ngột Google nó update, web bạn bị sập, hoặc là đột nhiên một ngày cái web của bạn nó đang tốt tự nhiên nó bị cái vấn đề gì đó, thì bạn phải làm rất là lâu, bạn làm nhiều dạng dự án, bạn gặp cái lỗi đó thì bạn mới có thể dò ra. Nói chung là nó phải có kinh nghiệm đó mọi người. Thì nếu mọi người muốn làm digital chuyên sâu á, thì mọi người phải hiểu là phải có thời gian. Thứ hai là mọi người nên chọn cái khía cạnh nào mọi người tập trung để mọi người đi tìm hiểu sâu hơn. Một cái chia sẻ thứ ba mà Moon muốn chia sẻ với mọi người, thì sau khi mà Moon làm ở trong cái lĩnh vực này 6-7 năm, thì ngày xưa khi mà Moon mới bắt đầu á, là Moon bắt đầu bằng việc là Moon viết content, xong sau đó là Moon chạy quảng cáo Facebook, rồi Moon học tới Google AdWords, xong Moon học tới SEO, và Moon thực hành cái công việc này trong đâu đó khoảng 2-3 năm. Và hiện tại từ năm 2015-2016 tới hiện tại Moon vẫn còn thực hành cái SEO, tại vì Moon cảm thấy là cái SEO nó là một cái gắn liền đa số đối với cái business, và nó cũng ít có thay đổi và nó cũng ít có biến động nhiều giống như là khi mình chạy ad. Cho nên Moon chọn là Moon phải rèn luyện kiến thức và Moon update cái kiến thức của Moon trong cái lĩnh vực SEO đó. Còn về Facebook và Google, mặc dù là Moon rất là ít chạy trong những năm gần đây, tuy nhiên thì cái ngày xưa do Moon học á, là Moon học từ nguyên lý, Moon học từ cái cách hoạt động của Google, Moon học cái cách làm sao để mình tìm cái tài liệu của Google update, học cái cách làm sao để mình học, mình hiểu được cái platform của Google khi nó ra cái tính năng mới, mình tìm ở chỗ nào để mình đọc được đó. Thì nếu như mà Moon chạy lại á, thì Moon sẽ vào đó và Moon sẽ chỉ mất khoảng 1 tháng để mà Moon nghiên cứu lại cái platform đó là Moon có thể vận dụng được. Thì cho nên là sau một cái khoảng thời gian làm digital á, thì tùy mỗi người có định hướng cho mình như thế nào thôi. Ví dụ như là Moon sẽ không có định hướng Moon là một cái specialist trong một kênh nào. Có nghĩa là Moon không định hướng Moon là chuyên gia chạy quảng cáo, Moon không định hướng Moon là chuyên gia làm SEO, không định hướng Moon là chuyên gia chạy quảng cáo Google. Mà Moon định hướng Moon sẽ là một cái marketer, mà Moon có thể làm một cái marketing plan mà có thể ứng dụng được những cái điểm mạnh của những cái kênh digital đó vào cái chiến lược marketing của mình để support cho cái business plan. Tại vì giống như là từ đầu Moon đã chia sẻ là marketing nó chỉ là một khía cạnh, nó không có phải là một cái thứ quá lớn mà để impact cái business của mình. Nó còn những cái bộ phận, những cái phòng ban, những cái chiến lược khác nó cộng hưởng lại và nó làm cho cái business của mình thành công, chứ không hẳn là marketing. Cho nên Moon không muốn bó buộc mình vào cái mindset của người làm marketing thôi, mà Moon đang muốn là mình phải có cái mindset của cái người làm kinh doanh, mindset của những cái bộ phận phòng ban để làm sao mà mình phối hợp cái chiến lược marketing của mình phù hợp. Thì đó là cái định hướng của Moon. Tuy nhiên thì trong cái định hướng này mình phải học rất là nhiều và mình phải có cái cơ hội để mình được trải nghiệm nữa, thì mình mới có thể đạt được cái gọi là cái con đường của mình. Và đặc biệt là hiện tại thì công nghệ rất là phát triển, cho nên là cái việc mà làm marketing á,
nó phải ứng dụng với công nghệ, nó rất là nhiều, người ta gọi là MarTech. Thì cho nên là Moon định hướng mình sẽ hiểu hơn, Moon định hướng là mình phải hiểu hơn về những cái công nghệ, những cái đó để mình ứng dụng vào chiến lược marketing. Cho nên là Moon sẽ chọn là mình làm ở trong cái ngành công nghệ để mình cảm thấy là mình được update nó sớm, và nó update nó sớm, và gọi là nó sẽ có những cái giải pháp về công nghệ nó rất là hay, mọi người. Nó rất là tiết kiệm thời gian của marketing, và nó rất là tiếp cận khách hàng chính xác, rồi nó khá hiệu quả, rồi nó đo lường được. Nói chung là công nghệ nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề của khách hàng. Và nếu như mình làm marketing, mình hiểu được những cái công nghệ đó, mình hiểu được có những cái tool đó để giải quyết khách hàng, thì mình có thể ứng dụng vào cái brand của mình, nó sẽ tốt hơn. Đó, cho nên là Moon rất là thích và nghiên cứu và làm trong cái lĩnh vực về công nghệ. Ok, dành một chút thời gian để chia sẻ với mọi người về công việc của Moon. Nếu như mà mọi người có những cái thắc mắc hoặc là muốn tìm hiểu gì về cái lĩnh vực về digital, về website, về các kênh phối hợp như thế nào để làm digital, thì mọi người có thể nhắn tin cho Moon. Nhưng mà nếu Moon biết cái nào thì Moon mới trả lời, còn nếu mà không biết thì có thể là Moon sẽ giới thiệu cho một người, cho mọi người, một cái người biết về cái vấn đề đó, hoặc là những cái trang mà có thể giải quyết được vấn đề của mọi người. Chứ Moon không có tự tin là Moon sẽ biết tất cả thứ về digital, mặc dù là mình đã làm trong cái lĩnh vực này nó khá lâu rồi. Nhưng mình không phải là một, giống như là mình nói rồi, mình không định hướng mình là một cái specialist, cho nên mình sẽ không có đi nghiên cứu quá chuyên sâu. Ok, nếu như mà mọi người muốn ủng hộ Moon cho những cái video của tuổi 30 sắp tới, thì mọi người hãy like và subscribe cho Moon để Moon có động lực làm những cái video sắp tới cho mọi người nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.